Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Berlin thừa nhận rằng họ sẽ không thể tăng cường cung cấp quân sự cho Ukraine nữa. Lần đầu tiên có những vấn đề nghiêm trọng trong nền kinh tế. Thứ hai, không có đủ vũ khí để tự vệ. Điều này có nghĩa gì đối với Kiev? Tạp chí Đức Der Spiegel dẫn một lời nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Thế giới Kiel, IFWK đưa tin, tổ hợp công nghiệp quân sự của Đức thua xa tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga, vốn đang hoạt động hết công suất. Theo các chuyên gia, sẽ phải mất gần 100 năm mới có thể thu hẹp được các khoảng cách, các chính sách hiện hành của Berlin, đặc biệt sẽ có thể quay trở lại mức của năm 2004. Khi đó, các chỉ số tốt hơn, chỉ số đối với xe tăng vào năm 2066, đối với máy bay chiến đấu vào năm 2038, đối với pháo binh vào năm 2121. Nhưng ở Nga mọi chuyện lại khác. Nghiên cứu cho biết, năng lực sản xuất ở đó có thể sản xuất toàn bộ kho Bundeswehr trong vòng 6 tháng. Tác giả khẳng định, Moscow đã bắn tới 10.000 tên lửa khắp Ukraine mỗi ngày. Ở Đức, mọi chuyện sẽ kết thúc sau tối đa 70 ngày. Ngoài ra, Nga đã đạt được tiến bộ đáng kể về hệ thống vũ khí hiện đại. Ví dụ, sản xuất máy bay không người lái đã tăng hơn gấp 6 lần. Nhà nghiên cứu Gunther Wolf của IFWK cảnh báo, việc duy trì cách tiếp cận tương tự đối với tổ hợp công nghiệp quân sự trong tình huống như vậy là hoàn toàn vô trách nhiệm. Người đứng đầu Viện Kinh tế Thế giới Kiel, Moritz Schularik, tự tin rằng Đức cần chi ít nhất 100 tỷ euro mỗi năm cho quốc phòng. Vào tháng 7, dự thảo ngân sách năm 2025 đã được thông qua. Quân đội được cấp 53 tỷ, mặc dù họ yêu cầu 58. Đến năm 2028, họ hứa sẽ tăng kinh phí lên 80 tỷ. Điều đáng chú ý là ông không hề đề cập đến người Đức, dù trước đó ông đã thường xuyên làm như vậy. Rõ ràng ông ta nhận ra rằng người ta không thể mong đợi nhiều hơn ngay từ đầu nền kinh tế của Liên minh châu Âu. Như đã giải thích ở trên tờ Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, FAZ, trong điều kiện thắt lưng buộc bụng, Berlin sẽ không thể nghĩ ra điều gì mới. Đặc biệt, vào ngày 19 tháng 8, chính phủ Đức đã cập nhật danh sách vũ khí cung cấp cho Ukraine. Chúng tôi đã bổ sung hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T SAM, 10 phương tiện mặt nước không người lái, 26 máy bay không người lái trinh sát, Vector cùng các phụ tùng thay thế. Đức vẫn là một trong những nhà tài trợ chính cho lực lượng vũ trang Ukraine. Tuy nhiên, FAZ đã chỉ ra tình hình sẽ sớm thay đổi. Vì vậy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Chris Lindner đã nói với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Boris Pistorius và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Alena Baybok rằng các biện pháp mới để hỗ trợ cho Kiev chỉ có thể được thực hiện nếu chúng được nêu rõ trong ngân sách. Năm 2023, Berlin chi 5 tỷ cho Kiev, năm 2024, 7,1. Ba khoản đã được phân bổ vào năm 2025, 2026 và 500 triệu cho vay năm 2027 và 2028. Giám đốc Allianz Alexei Sunesov đã coi việc Đức giảm hỗ trợ cho Ukraine là điều đương nhiên. Theo ông, chính quyền Đức sẽ phải tính đến điều này, dù họ không muốn. Nếu không, một cuộc khủng hoảng chính trị là không thể tránh khỏi. Nhà khoa học chính trị Alexei Tokarczuk đã đồng ý rằng Đức ngày càng có ít tiền hơn cho lực lượng vũ trang Ukraine. Dù vậy, các chuyên gia được RIA Novosti phỏng vấn tin rằng các vấn đề thực sự về đạn dược và vũ khí đối với lực lượng vũ trang Ukraine sẽ chỉ phát sinh nếu Mỹ và Anh cắt giảm nguồn cung. Với những đồng minh như vậy, chế độ Kiev có thể làm được mà không cần đến Đức. Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng lực lượng Nga đang phản ứng trước cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kerch, đang đẩy lùi quân đội Kiev theo nhiều hướng. Bản cập nhật ngày 16 tháng 9 đưa tin về việc giải phóng hai khu định cư ở Nga khỏi quân đội Ukraine. Một trong số đó là Ospenovka, nằm cách thị trấn Sudza, trung tâm của cuộc tấn công của Kiev 24 km về phía tây. Khu định cư còn lại, Boki, nằm cách Sudza 14 km về phía đông nam. Bộ này cũng liệt kê 7 ngôi làng khác gần đó, các đơn vị Ukraine được cho là đã bị đánh bại trong vòng 24 giờ qua, bao gồm một ngôi làng chỉ cách Sudza 11 km về phía nam. Kiev đã điều hàng nghìn quân qua biên giới phía bắc với Nga vào tháng 8. Nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng hoạt động này là một phần của kế hoạch chiến thắng mà ông dự định sẽ đệ trình lên chính phủ Mỹ để xem xét trong tháng này. Sự hỗ trợ của Mỹ được hiểu là rất quan trọng để thực hiện chiến lược của Kiev. Theo ước tính mới nhất của Nga, số lượng thương vong của Ukraine trong chiến dịch ở khu vực Kerch đã lên tới 13.800. Tuần trước, quân đội Nga đã báo cáo
đã giải phóng 10 khu định cư ở vùng Kerch. Ông Zelensky xác nhận cuộc phản công của Nga, tuyên bố rằng Ukraine đã lên kế hoạch phù hợp cho cuộc phản công này. Trước đó vào ngày 16 tháng 9, cơ quan tình báo đối ngoại Nga SVR đã tuyên bố rằng Kiev đang cân nhắc dàn dựng một cuộc tấn công giả vào một cơ sở dành cho trẻ em trên đất nước mình. Việc cáo buộc Nga về hành động khiêu khích vô nhân đạo sẽ giúp chính phủ Ukraine gây áp lực lên Mỹ và các đồng minh của nước này để cho phép sử dụng vũ khí của họ cho các cuộc tấn công tầm sâu bên trong lãnh thổ Nga, SVR tuyên bố. Ukraine đang thua trong cuộc giao tranh và các đồng minh phương Tây của nước này không thể lật ngược tình thế. Nhà phân tích CIA Larry Johnson cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Dialogue Works. Ông lưu ý rằng phương Tây không thể đưa ra bất cứ điều gì có thể thay đổi cuộc diện cuộc xung đột. Thực tế là Ukraine đã thua. Theo nhà phân tích, tốc độ tấn công của Nga đơn giản là không thể tin được. Họ có thể giải phóng 2-3 khu vực đông dân cư trở lên mỗi ngày. Đồng thời, ông Johnson lưu ý rằng lực lượng vũ trang Nga cũng đang tiến hành thành công các chiến dịch ở khu vực Kerch, phá hủy lực lượng dự bị của lực lượng vũ trang Ukraine. Trước đó một ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo làng Zelenoye Pevoye ở Dnieper đã được giải phóng. Cần lưu ý rằng tổn thất mỗi ngày của lực lượng vũ trang Ukraine theo nhiều hướng khác nhau lên tới 2.090 quân nhân. Nga đã phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là bảo vệ những người bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua. Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc. Nga không còn cơ hội nào khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác. Thưa quý vị, Kirill Budanov, giám đốc tình báo quân đội Ukraine, mới đây đã cáo buộc rằng việc Nga gia tăng sản xuất bom dẫn đường cũng như việc cung cấp đạn pháo từ Triều Tiên đang gây ra những vấn đề lớn cho lực lượng Ukraine trên chiến trường. Ông Budanov cáo buộc viện trợ quân sự từ Triều Tiên cho Nga là mối quan tâm lớn nhất so với sự hỗ trợ từ các đồng minh khác của Moscow. Ông nói, Triều Tiên cung cấp một lượng lớn đạn đạo, điều này rất quan trọng đối với Nga, đồng thời cho rằng có sự gia tăng cường độ xung đột trên chiến trường sau những chuyến hàng này. Ukraine và Mỹ cùng với các quốc gia khác và các nhà phân tích độc lập đã cáo buộc lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang giúp Nga trong cuộc chiến chống Ukraine bằng cách cung cấp tên lửa và đạn dược để đổi lấy sự hỗ trợ kinh tế và quân sự khác từ Moscow. Sự gia tăng sản xuất bom dẫn đường của Nga cũng đã tạo ra một vấn đề lớn đối với mặt trận, ông Budanov nói tại hội nghị chiến lược Yalta do quỹ Viktor Pinchuk tổ chức ở Kiev. Lực lượng Ukraine đang bị kéo căng sau hơn 30 tháng xâm lược toàn diện, nỗ lực ngăn chặn sự tiến công của Nga vào các thị trấn quan trọng ở phía đông đất nước. Lực lượng Ukraine cũng đã thực hiện một cuộc xâm nhập vào khu vực Kerch của Nga nằm tại phía Tây. Ông Budanov cho biết, sự gia tăng sản xuất tên lửa loại Iskander đã dẫn đến việc Nga sử dụng một lượng lớn vũ khí để tấn công Ukraine. Những cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine trong năm nay đã gây ra thiệt hại đáng kể cho lưới điện của quốc gia, dẫn đến tình trạng mất điện. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã kêu gọi hỗ trợ phòng không từ các đồng minh của Ukraine. Ông Budanov còn cho biết, kế hoạch nội bộ của Nga cho thấy Moscow sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt tuyển mộ vào giữa năm tới. Ông Budanov nói, trong giai đoạn này, mùa hè năm 2025, họ sẽ phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan, hoặc là công bố động viên quân sự, hoặc là giảm cường độ chiến sự. Điều này có thể cuối cùng là một yếu tố quyết định đối với họ. Trong khi đó, trong một diễn biến liên quan, năm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh và một cựu Thủ tướng đã kêu gọi Thủ tướng Anh Keir Starmer ủy quyền cho Ukraine sử dụng các tên lửa Storm Shadow tầm xa để tấn công vào các mục tiêu ở Nga, ngay cả khi không có sự đồng ý của Mỹ. Tờ The Sunday Times của Anh ngày 15 tháng 9 cho biết, các nhân vật đưa ra lời kêu gọi với Thủ tướng Starmer, bao gồm các cựu Bộ trưởng Quốc phòng Grant Shapps, Ben Wallace, Gavin Williamson, Penny Mordaunt, Liam Fox và cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson. Họ cảnh báo ông Starmer rằng bất kỳ sự trì hoãn nào nữa với Ukraine sẽ chỉ tiếp thêm sức mạnh cho Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cựu Bộ trưởng Wallace cho biết, nếu không hành động ngay lập tức, Anh sẽ chỉ làm vừa lòng Điện Kremlin, trong khi ông Williamson gọi đây là sự bỏ bê nhiệm vụ. Cựu Thủ tướng Boris Johnson thêm rằng, không có lý do gì có thể biện minh cho sự trì hoãn. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa nói trong cuộc gặp với Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Nhà Trắng rằng Nga sẽ không thể thắng trong cuộc xung đột với Ukraine. Nhà lãnh đạo Mỹ đã gạt bỏ lời đe dọa của Tổng thống Putin
rằng phương Tây sẽ xung đột trực diện với Nga nếu đồng ý để Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Kiev đang vận động được cung cấp và sử dụng tên lửa tầm xa, nhưng không có quyết định nào được công bố sau cuộc họp giữa Tổng thống Biden và Thủ tướng Anh vào ngày 13 tháng 9. Ukraine và nhiều người ủng hộ nước này tại Mỹ và châu Âu muốn Tổng thống Biden dỡ bỏ hạn chế đối với vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp và có những dấu hiệu cho thấy Tổng thống Biden có thể thay đổi chính sách. Lo ngại về bất kỳ bước đi nào có thể khiến cho cuộc xung đột ở Ukraine leo thang. Mỹ rất thận trọng trước khi chấp thuận một loạt các yêu cầu đó của Kiev về việc cung cấp vũ khí, bao gồm xe tăng, tên lửa và máy bay chiến đấu F-16. Các quan chức Nga trước đây đưa ra những lời cảnh báo tương tự khi Washington ra quyết định. Ukraine là chủ đề chính trong cuộc gặp giữa Tổng thống Biden và Thủ tướng Starmer sau khi Ngoại trưởng hai nước cùng đến thăm Kiev trong tuần này. Hai quan chức Mỹ đã nắm bắt được tình hình cho biết Thủ tướng Starmer đang vận động Tổng thống Biden cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow của Anh để mở rộng tầm tấn công vào Nga. Sự chấp thuận của ông Biden là cần thiết vì nhiều bộ phận của Storm Shadow được sản xuất tại Mỹ. Thủ tướng Starmer cho biết rằng việc bàn bạc sẽ tiếp tục khi các nhà lãnh đạo thế giới đến dự kỳ họp thường niên của Hội đồng Liên Hợp Quốc trong tháng này. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, lời cảnh báo mới nhất của Tổng thống Vladimir Putin là rất quan trọng và rõ ràng. Theo hãng tin RT, ông Putin tuyên bố việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công các mục tiêu nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga sẽ khiến cho các quốc gia này tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!